Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay đang đi cấy mọi người ạ. Đấy, bây giờ hôm nay đi hộ bà con cấy. Cấy là lúa ruộng. Bây giờ bà con đang cấy. Còn mình thì, còn em thì đi gánh mạ này. Gánh mạ tít trên này xuống. Sáng giờ thì cấy từ dưới kia lên, cấy được miếng đám rồi. Bây giờ đi quay quay chút cho anh em xem trên vùng cao này người ta cấy như thế nào nhá. Đây, vẫn cấy thủ công thôi, cấy tay thôi. Kiểu ở trên vùng cao này thì ruộng bé thì không gieo xạ được như ở dưới dưới phố đấy nhá. Đây, bà con đang cấy. Hôm nay khá đông ấy. Cái đám dưới này còn chưa cấy xong đấy này. Sáng giờ cấy ở phía dưới kia lên đấy mọi người ạ. Xong rồi một đám, hai đám, ba đám rồi. Bây giờ đang cấy cái đám này, thứ tư. Giờ có 8 giờ xong 3 đám rồi. Chắc là trưa trưa thì cũng hết được với mọi người. Đám này thì chắc cấy khoảng 30 phút nữa mới xong cái đám này. Đây, em thì em lại làm cái này, đi gánh mạ cho bà con cấy. Đấy, bây giờ em vừa quay vừa đi gánh mạ cho các bác xem nhé. Đàn hai cái như thế này để gánh mạ cho nó dễ một tí mọi người ạ. Kiểu ruộng nó bé thì không gieo xạ được thì phải cấy cấy tay như thế này thôi. Đấy. Bây giờ gánh một lúc thì bà con cấy là không muốn hết rồi, xong rồi nghỉ dạy lao tí nữa. Phải hai người người gánh thì mới đủ bà con cấy. Bây giờ thì tạm thời là dãi lao tí thôi. Ngồi nghỉ tí đã. Ngồi nghỉ tí đã. Đi. Chắc còn sợ sợ là cái mạ này nó không đủ cấy đấy. Sao hết rồi? Xới từ xúc từ dưới này lên rồi. Giờ còn một tí thế này mà vẫn còn hai đám ở dưới này, với đàn sau trên này còn ba đám khá to nữa, mà mạ thì còn có xíu thế này, sợ là không đủ ấy. Mạ này mình gieo không phải bón phân đâu, có bón một ít là phân phân chuồng, phân dê vào, mà gieo được hơi ít cho nên là chắc không muốn đủ ấy.
Không đủ thì hôm hôm khác cấy đâu nhỉ? Giờ thì mặt trời lên rồi, gần chiếu vào đây rồi. Kiểu đây là trong trong khe sâu cho nên là giờ cũng hơn 8 giờ rồi. Nhưng mà mặt trời vẫn chưa chiếu đến. Khá là mát mẻ. Gần xong đây rồi. Bây giờ thì gánh mạ lên đây là cấy còn 3 đám ở trên nữa. Đấy. Dưới này gần xong rồi. Còn 3 đám trên bây giờ. Gánh mạ lên trên kia. Cấy xong 3 đám kia thì chắc là trưa rồi. Cũng nặng phết đấy. Tầm khoảng 30 cân thôi. Không nặng mấy đâu. Mà cái đường nó đi khó tí. Bà con cấy dưới. Sáng giờ cấy tí dưới khê. Cái đám mà nương cây kia lên. Dọc quá. Đây là khó. Do quá lên mệt quá mọi người. Đây bây giờ thằng em cũng đang gánh lên này, không đi đường dép phải đi chân không ấy. Nặng không đấy? Răng như thế này đi thôi. Nặng lắm đấy. Dưới này cái áo dưới này. Ba cái đám chết kìa. Cái xong ba đám này nữa là chắc cũng chưa đấy. Thấy cái lá hú là mới ra cái tàu tàu mà đang lo là không biết mạ có đụng không, sợ thiếu rồi mọi người ạ. Wow, đang vào đâu rồi? Chắc là bỏ đây đi, bỏ một ít bên kia. Ao này. Ao cá. Ôi, đặt đi rồi.
Nóng rồi, nóng rồi. Một cái mạ già cho vào đây thì bà con về được cấy, mình lại đi vác tiếp. Cuối cùng thì dưới này cũng cấy xong rồi mọi người ạ. Và bây giờ còn tí ở trên kia đi cấy ở trên một tí nữa là xong. Và giờ mình cũng xin là tạm dừng video nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá.